Sám cầu tật bệnh tiêu trừ. Cúi đầu lễ Phật Di Đà, dược sư hai hội cùng là Quán Âm. Mở khai đức rộng thầm thâm, cho phương pháp với lỗi lầm cứu con. Thân tật bên mỗi mòn đau yếu, vì quyển thân triều nhiễu nghiêm trần. Chí thành lại phần ân cần, cầu cho tật bên giảm lần hiểm nguy. Quận tội ác kinh khi tam bào, miệng hung ăn chẳng cãi thánh thần. Tạo nhiều quan niệm xoay dần, nhồi căn trả quả chịu phần ấm đau. Lung mê mùi cầm dao mổ xẻ, chẳng nấu bầm giết cải chúng xanh. Món ăn vừa miệng ngon lành, ngày nay thọ bệnh tử sanh đau đầu. Vậy đầy quan nghiệp thâm sâu, xe ra mới biết từ lâu lỗi lầm. Mà kiếp tạo ác lung lăng không kể, nay ốm đau làm lễ khấn cầu. Cho nhân quả nhiệm màu, dòng chi hưởng nay tránh đau khỏi nàng. Nay sám hối lắm đàn cầu nguyện, đức từ bi linh hiển độ con. Nhẹ nhàng các nghiệp tiêu mòn, thân này dứt hơn chẳng còn ấm đau. Quả nhân chẳng trước thời sau, gặm cơn bao ấm chậm mau mấy hồi. Nay con sám hối đã rồi, tu hành theo Phật đền bồi tội xưa. Từ nay việc an nguyện chừa, nguyện làm việc thiện ngăn ngừa vọng tâm. Mê bao nhiêu oan nghiệt lỗi lầm, con xin sám hối thân tâm đêm ngày. Bình căn qua khỏi nạn tai, quy y tam bảo trì trai tu hành. À, nguyện về tỉnh độ lạc thành, cầu cho thoát khỏi tử sanh luân hồi. Cõi trần khổ não lắm môi, quyết lòng niệm Phật về nơi sen vàng. Ai nam mô tỉnh độ lạc ban, giấc diệu đệ tử Tây Phan. Mau